Xin chào tất cả mọi người, chắc mọi người cũng đoán được em lại rồi đúng không ạ? Vâng, em là sói Harley Rip đây. Hôm nay vẫn chuyên mục như mọi khi, vẫn là kiểm tra hàng chính hãng. Và sản phẩm lần này cực hot, đó chính là siêu phẩm mới đến từ nhà 82X. 82X sẽ chia ra hai dòng là Classic và Sakura. Đối với Classic, chúng ta sẽ có Classic Collagen và Classic Placenta. Còn đối với Sakura cũng vậy, sẽ gồm Sakura Collagen và Sakura Placenta. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu vào vấn đề thôi. Và trước mặt chúng ta đó chính là chai Collagen Classic. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá sơ qua về thiết kế. Thì nhìn mẫu mới có thiết kế khá là đẹp mắt và có vẻ là sang trọng hơn so với mẫu cũ. Cũng khá là thích hợp để mọi người có thể mua làm quà tặng. Và do đây là sản phẩm được nhập khẩu 100% Nhật Bản nên hoàn toàn là tiếng Nhật thôi. Tuy nhiên là khi nhập khẩu về thị trường Việt Nam sẽ có thêm một cái nhãn phụ tiếng Việt để mọi người tiện theo dõi thông tin. Và cái nhãn phụ đó ở đây, mọi người có thể theo dõi. Để em zoom cho mọi người xem nhé. Và trên nhãn phụ sẽ thông tin đầy đủ về thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng, về thông tin nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối v.v. Và trên nhãn phụ sẽ có giá bán lẻ quy định của nhà phân phối. Hiện tại thì em thấy có rất nhiều đơn vị kinh doanh với nhiều mức giá khác nhau, nên mọi người khi mua hàng cần chú ý kỹ thông tin này cũng như là lựa chọn nơi uy tín để đảm bảo quyền lợi khi mua hàng nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra bằng phần mềm iChat nhé. Nếu mọi người chưa tải hoặc là chưa biết cách tải thì em có để video hướng dẫn cách tải iChat ở bên này nha. Và sau khi đã tải về rồi thì chúng ta sẽ mở iChat lên và tiến hành quét mã. Sau khi mở lên thì giao diện của iChat sẽ như thế này. Nhìn theo giao diện khá là quen thuộc phải không ạ? Và mọi người sẽ mở phần quét mã ở đây. Và mọi người sẽ đưa đến phần mã vạch ở trên hộp sản phẩm. Đây, rất là nhanh. Thông tin sản phẩm về hình ảnh cũng như là doanh nghiệp sở hữu đã hiện ra. Và mọi người có thể chú ý đến cái phần thông tin ở khung màu xanh này là sản phẩm đã được kiểm chứng cũng như là xác thực thông tin từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối. Nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Và sau khi cắt tem niêm phong ra thì đây là sản phẩm bên trong vỏ hộp. Mọi người lưu ý giúp em là khi mua hàng thì cái tem niêm phong vẫn còn nguyên vẹn nha mọi người. Tem niêm phong ở đây. Và đây em đã cắt ra rồi. Tuy nhiên là đối với một số khách hàng mua hàng online cũng như là giao hàng thì bên em cũng sẽ cắt tem niêm phong ra và tiến hành quấn xốp chống sốc để đảm bảo quá trình vận chuyển cho sản phẩm được tốt nhất. Nên mọi người không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần sản phẩm bên trong thì có thiết kế cũng khá là giống vỏ hộp thôi, không có gì khác mấy. Và mọi người có thể lưu ý ở trên phần nắp chai sẽ có một cái tem. Đây, đó chính là tem chống hàng giả của Bộ Công an, nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Và ở trên thân chai thì nó cũng có một cái mã vạch của sản phẩm, mọi người có thể quét mã vạch ở ngoài hộp hoặc là quét bên trong sản phẩm vẫn được, nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Và như em đã nói ở trên thì hiện tại có rất nhiều đơn vị kinh doanh sản phẩm 82X, vậy nên mọi người hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ càng trước khi mua hàng nha. Và nếu như ai còn đang lăn tăn thì cứ về với Harley Group nhé, với 5 tiêu chí. Thứ nhất, Harley Group ra đời với sứ mệnh khỏe đẹp cho cuộc sống hạnh phúc. Do đó Harley Group luôn cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm chăm sóc về sức khỏe và sắc đẹp uy tín cũng như là chất lượng nhất thị trường hiện nay. Thứ hai, tất cả các sản phẩm mà Harley Group kinh doanh đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đều được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Và khi mua hàng tại Harley Group, khách hàng sẽ được nhận một phiếu cam kết hàng chính hãng 10 triệu đồng nếu phát hiện hàng giả hàng nhái. Thứ ba, Harley Group là công ty chuyên phân phối các sản phẩm về collagen, đặc biệt là collagen 82X. Đang được nhiều khách hàng và nghệ sĩ Việt tin dùng. Mọi người có thể tham khảo, đây là giấy chứng nhận đại lý chính thức sản phẩm 82X của Harley Group. Và tiêu chí thứ tư, khi mua sắm tại Harley, quý khách sẽ được đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp tận tình, sẽ giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất, cũng như trong quá trình sử dụng sẽ có chuyên viên đồng hành cùng quý khách để giúp quý khách hàng sử dụng sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất. Và tiêu chí cuối cùng là sản phẩm được đóng gói cẩn thận, vận chuyển siêu tốc. Khi nhận hàng, quý khách được tận tay kiểm tra hàng rõ ràng, chính xác rồi mới nhận hàng và thanh toán.
Đặc biệt, Harley Group có showroom cho khách hàng đến tham quan và mua sắm trực tiếp. Và duy nhất tại Harley, hiện nay đang có chính sách VIP trọn đời dành cho khách hàng. Và link mua hàng cũng như là link trang web Harley Group em có để bên dưới phần mô tả. Nếu như mọi người có thắc mắc gì thêm thì mọi người cũng có thể liên hệ hotline với số 1900 636325 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Và nếu như mọi người thấy video hay cũng như là bổ ích thì mọi người hãy like cộng subscribe cho em nhé. Còn bây giờ thì bye bye.